mới bơi xong đói bụng quá. Có mùi thơm, mùi thơm quá vậy. Wow, đúng là hương vị của chú gà. Trời ơi, mùi gì mà thơm thế anh? À, đây là con gà tiên yên để hôm nay mình chế biến. Ủa nhưng mà cái gà tiên hay là tiên yên? À tiên yên. Có gì điểm đặc biệt không ạ? Là nó nuôi ở vùng đồi. Tiên yên chỉ có ở Quảng Ninh mới có. Da của nó rất là vàng, như lớp mỡ này, lớp thịt nó sẽ săn chắc. Để mà phân biệt giữa cái giống gà tiên yên với giống gà khác ấy thì nếu như cũng con còn sống thì là cái màu của nó dài xuống như mình hình dung như là cái dâu ấy, đấy là con trống. Còn nếu con mái thì là bên trên này còn sống, cái màu của nó cũng sẽ rất là cao. Wow. Và tối nay chắc chắn là bạn sẽ được thưởng thức con gà này. Mới nấu cho Oxy hai phần này, wow, Oxy rất là vinh dự. Và cái này thì Oxy để ở dưới. Wow, thật sự trước khi mình ăn thì mình phải ngắm thêm rồi ăn rồi. Phải ăn. Cái mùi gà nó thơm quá. Xong, các bạn thấy không? Xung quanh thì nó vàng vàng. Mình nhai một chút biết được là cái gà rắn này nó chạy dữ lắm rồi đó. Chắc là nó từ dưới đất cho đến núi luôn. Thì nó rất là dai, giòn nữa. Ủa, cái này có dừa nè. Ăn dừa thì nó sẽ ngọt đúng không? Thơm quá trời. Thịt gà nào mà không có mỡ, dễ khô. Cái vỏ ở ngoài rất là ngon và nó dai. Hôm nay Oxy bơi rất nhiều nè, còn gà thì đi bộ rất nhiều. Cái này rất ngon. Còn cái này là rất ngon các bạn. Nói chung là hai món đều ngon. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay. Cho bác lại 9 năm ơi.